đó là tiết mục biểu diễn võ thuật của các vận động viên đội tuyển Việt Nam. Yeah.
Xin được cảm ơn rất nhiều phần biểu diễn vừa rồi. Mặc dù chỉ có ít phút thôi nhưng cũng thể hiện được rất nhiều tài năng của các vận động viên cho đội tuyển võ thuật của đội tuyển Việt Nam. Và phần biểu diễn vừa rồi phần nào làm đứt lòng cho khán giả hâm mộ với UV.